Xin chào các anh em thân thiết của Minh Phụng Music. Vào buổi chiều mát mẻ, đội ngũ đang hăng hái hoàn tất những công việc tồn động cuối tháng, nhưng anh em trong team vẫn hăng say lên đường đến bàn giao chiếc piano điện dáng upright đã được khách hàng yêu thích suốt thời gian qua. KS1 Bluetooth đến với khách hàng tại quận Gò Vấp. Xe đàn đã đến và rất nhanh chóng, chiếc piano được nhân viên đưa lên phòng. Với sự hỗ trợ đầy nhiệt tình của anh chủ, team đưa từng bộ phận của piano vào phòng. Và anh em có thể thấy từ bộ ba pedal đến chân đàn đều được bọc lớp bảo vệ dày kỹ càng. Và đây, các bước lắp KS1 Bluetooth sẽ được thực hiện ngay lúc này, rất dễ dàng nên em cứ làm theo nhé. Đầu tiên, chân đàn được canh chuẩn theo pedal, lắp cố định với hai con ốc bằng tu vít các bạn thao tác như trên với chân còn lại nhé. Thân đàn được nằm xuống để gắn tấm chắn sâu vào chân đàn với pedal vừa mới lắp. Cuối cùng là lắp đầu đàn vào và cố định vị trí cùng ốc tu vít ở dưới đầu đàn. Sau cùng thì piano đã lắp xong. Và đây, ghế piano chắc chắn màu đen với lớp đệm ngồi cực êm chính là quà tặng theo đàn từ Minh Phụng Music dành tặng cho bạn. Mời các bạn cùng anh bóc siêu đàn. Đây cũng là lúc mọi người hãy cảm nhận vẻ đẹp đầy ấn tượng mà Kidman KS1 Bluetooth đem đến cho không gian phòng của con anh. Ba cụ bé với mong muốn đem đến cho con mình một món nhạc cụ để giải trí vào dịp hè. Trong khi thử đàn cùng con để đánh giá độ nhảy phím và chất âm trên đàn, thì ba của em có chia sẻ rằng anh muốn tìm một model piano tốt cho bé học hè, nên anh đã tham khảo ý kiến của cô giáo dạy nhạc để tìm cây đàn phù hợp nhất. Sau khi đắn đo về giá cả phù hợp với tài chính của gia đình và xem các video review về KS1 Bluetooth trên kênh YouTube Minh Phụng Music, anh đã quyết định mua cây piano này để nắm và theo dõi việc học của bé được chu đáo. Team mình đã chia sẻ đầy đủ cách học nhạc qua app đến anh. Vì sao cô giáo giới thiệu cho anh chiếc piano KS1 Bluetooth này? Tìm hiểu với mình nhé. Đàn trang bị 88 phím với 5 cấp độ cảm ứng lực nhấn, 128 polyphony, 20 âm sắc, mang sự vượt trội về âm thanh giai điệu. Đàn được trang bị hai cổng phone vô cùng tiện lợi, sẽ truyền âm thanh đến tai nghe và cả phát ra loa đàn, kết nối không dây với các app học nhạc như Simply Piano, Perfect Piano bằng Bluetooth MIDI ngay trên đàn. Cổng USB kết nối với máy tính, điện thoại thông minh, máy tính bảng dễ dàng hỗ trợ truyền dữ liệu MIDI và dữ liệu âm thanh kỹ thuật số. Đàn còn nhiều chức năng hiện đại khác như metronome, đếm nhịp, trinova, trộm tiếng, jazz bow, tăng giảm tông, và đặc biệt các nút chức năng đều được tổng hợp trong một nút function. Đàn trang bị đầy đủ 3 pedal, sustain pedal, sostenuto, soft, điều chỉnh âm thanh theo ý muốn của người chơi để thể hiện trọn vẹn cảm xúc của bản nhạc. Chất lượng âm thanh lẫn âm sắc cực chuẩn, trong và luôn ổn định với hai loa công suất 25W dưới thân đàn. Chính sách dành cho khách hàng khi mua KS1 Bluetooth tại Minh Phụng Music, bạn sẽ được bảo hành 24 tháng, 1-1 trong vòng 30 ngày, giao hàng và lắp đặt miễn phí. Vậy là buổi bàn giao piano KS1 Bluetooth đến với khách hàng tại Gò Vấp đã hoàn tất. Cảm ơn bạn đã chọn nhạc cụ tại Minh Phụng Music. Mình rất vui khi nhận được những đánh giá tích cực về sản phẩm và dịch vụ. Nếu có bất kỳ câu hỏi nào, hãy để lại comment dưới video hoặc liên hệ hotline 0919768606 và nhanh tay truy cập fanpage website của nhạc cụ Minh Phụng để đón chờ những chương trình ưu đãi hấp dẫn cùng các phần quà tặng đặc biệt nhé. Minh Phụng Music hẹn gặp các bạn ở những video tiếp theo.